Bài tập tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn xử lý form nâng cao trong Java Servlet. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái form đăng ký. Trong cái form đăng ký này nó sẽ có các cái control khác nhau, ví dụ như là text box, number, select option, radio button và checkbox. Hai thành phần của form sau đây khi mà chúng ta submit thì trình duyệt sẽ gửi nhiều giá trị. Đầu tiên là lookup. Ở đây thì các bạn thấy mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như là đây có checkbox. Checkbox ở đây thì mình sẽ chọn được nhiều cái, nhiều control content và nhiều checkbox content. Nếu sử dụng get parameter thì chúng ta sẽ lấy được cái giá trị đầu tiên thôi, giá trị khác chúng ta sẽ không lấy được. Để đọc tất cả các giá trị thì chúng ta sẽ sử dụng là get parameter value, và chúng ta sẽ lấy cái name vào thì chúng ta sẽ lấy được nhiều hơn một giá trị. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có cái hobby, ở đây chúng ta sẽ đặt tên nó giống nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mảng, sau đó chúng ta sẽ sử dụng là get parameter value. Sau đây thì mình sẽ demo cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này. Ở đây bao gồm là username. Ở đây thì những thành phần đơn thì nó rất là dễ để lấy. Ở đây thì các bạn sẽ có username thì get parameter, này get parameter. Này là cái parameter. Chỉ khó ở chỗ mà cái hobby này thì chúng ta sẽ sử dụng checkbox. Ở đây chúng ta sẽ lấy nhiều hơn một cái giá trị. Về phần giao diện thì các bạn có thể download ở trong cái phần nội dung của cái video này. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ new ra cho nó một cái trang register. Đây chúng ta sẽ tạo ra một trang CSV là Twitter. Trong trang Twitter này thì chúng ta sẽ copy vào. Ok các bạn, ở đây thì chúng ta các bạn có thể sử dụng là beta chạy set bằng OT8. Cái này được sử dụng là các bạn bấm tiếng Việt có dấu. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình lên. Ở đây thì chúng ta có là view này, xịt này, register chấm csp enter. Nó bị lỗi một tí mà. Đây thì do chúng ta viết vào nó bị lỗi, copy vào nó bị dư cái dấu dấu nháy thôi. Các bạn chú ý ở đây là trang của chúng ta, các bạn chú ý copy vào và sau đó thì các bạn chạy nó lên để cho dữ liệu của chúng ta nó ok. Nếu mà nó bị sai thì các bạn sửa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái trang select. Ở đây chúng ta sẽ new cho nó một cái select. Cái select của chúng ta sẽ đặt tên là register servlet. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái web select. Ở đây thì chúng ta sẽ để là register đây. Khi mà các bạn gọi register thì chúng ta sẽ request patcher. Này request patcher này chúng ta sẽ chạy về cho nó thì đang register repeat. Ok, mà chúng ta sẽ chạy chương trình register này, chúng ta đang gọi cái select của nó đấy. Register thì nó sẽ chạy về trang login mất rồi quá, cái này là do mình chưa chạy lại cái server, nó chưa nhận cái server của chúng ta.
Rồi, ở đây thì các bạn thấy chạy Register thì nó sẽ tải về cho chúng ta cái trang là register.html. Mà trong cái trang Register của chúng ta ở đây, mình sẽ xóa bớt. Ở đây thì chúng ta sẽ có trong trang JSP này thì chúng ta sẽ bắt đầu là đặt cho nó những cái tên. Input size bằng text, này là name. Ví dụ đây là username này. Tiếp theo tuổi thì chúng ta sẽ cho cái name bằng age. Cái này thì select option này chúng ta cho bằng cái name. Country. Rồi cái value bút tầm này thì chúng ta sẽ cho các em nó giống nhau là được, name gender. Ok, ở đây thì những cái phần trên này thì các bạn thấy đây toàn bộ là các cái dữ liệu đơn, mặc dù là nó là list nhưng mà đây là dữ liệu đơn, và mình sẽ lấy đơn trước các bạn nhé. Dữ liệu đơn thì chúng ta sẽ chạy khi các bạn bấm vào Twitter thì nó sẽ chạy về phương thức post và nó sẽ action tới duyệt Twitter.server. Đây nó chạy về cái web select ta. Ok, Twitter select, và trong cái Twitter select này thì chúng ta sẽ viết trong nó, biết trong cái phương thức post ở đây chúng ta sẽ respond chấm getRight. Đây là group post. Ok, để cho nó chạy lên cái đường hay không rồi các bạn nhé. Và sau đó chúng ta phải bấm server này. Hay server thì nó sẽ chạy về group post. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu nha không? Lấy dữ liệu ở đây thì chúng ta sẽ lấy rất là đơn giản. String username bằng request chấm get parameter. Ok. Thì lấy cái những cái dữ liệu đơn này thì khá là đơn giản các bạn. Ví dụ như là tuổi thì chúng ta sẽ lấy là tuổi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái gì nữa nhỉ? Country thì chúng ta sẽ lấy là country. Country này, cái này nó là country này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có gender. Ở đây thì đủ rồi thì chúng ta sẽ không lấy nữa, và ở đây chúng ta sẽ in ra, ví dụ như là cái này là còn đúng hoặc H3 này. H3. Username này, ID này, country này, gender. Ok, và chúng ta sẽ chạy chương trình. Đây chúng ta đặt vào là Việt Nam này, tuổi mình sẽ cho 20 này, Việt Nam. Bây giờ Việt Nam. Ở đây là, ví dụ như là mình sẽ cho là Nhật Bản này, tuổi là bằng 30 này. Female là không các bạn đó.
Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu là copy. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó một cái name. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó cái tên giống nhau thì nó sẽ hiểu đây là một cái group. Thì trong cái group này thì chúng ta sẽ khai báo một cái string copy này. Bằng request.get parameter và chúng ta sẽ lấy cái tên như này qua. Ok, thì lấy cái tên bên này qua thì chúng ta sẽ viết một cái vùng for. String item 2 chấm hobby. Ở đây thì chúng ta sẽ in ra. Mở H3 và đóng H3. Ở đây là chúng ta sẽ có thể mở H3 này. Và này chúng ta sẽ có thể đóng H3 này. Và nội dung chúng ta sẽ làm ở giữa. Ở giữa này thì chúng ta sẽ viết nó ra là ok, và chúng ta sẽ thêm cái quả chương trình khi chúng ta đóng creator này, Việt Nam này, tuổi 33 này, Việt Nam, cho thích là music và shopping. Ok, ở đây thì do chúng ta sẽ có cái value các bạn. Đây thì các bạn sẽ cho nó một cái value. Checkbox. Cái này là music. Cái này là reading. Này là shopping. Đây, click shopping. Ok, đây là chương trình của chúng ta. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ đọc được một cái form với cái nhiều dữ liệu khác nhau. Ở đây có chúng ta sẽ có textbox này. Number này, select option này, radio button và checkbox. Đây là chương trình của chúng ta.